Em mời các bác xem một chiếc xe nữa của bên em. Đây là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc với cần số là tự động zig zag. Bản đủ các bác nhá, bản đủ. Chiếc này được mang tên là Kia Morning các bác ạ. Đấy, bản đủ kịch luôn đấy ạ. Và nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Đấy, các bác nhìn xem, đây là phần sườn của chiếc xe, phần ngang. Đấy, phần ngang của chiếc xe mà em đang quay giới thiệu cho tất cả các bác xem đây. Các bác nhìn xem, chiếc xe được sơn nó là màu xám đá này. Và la răng đúc của xe nó là la răng 5 chấu dạng phay các bác nhá. Lốp của xe vẫn rất là dày. Và con này của em nó là một chủ từ đầu sử dụng, chưa qua chủ thứ hai các bác nhá, chưa qua chủ thứ hai. Kia Morning SLX máy 1.0 số tự động. Số tự động đời 2009 và đăng ký lần đầu năm 2010 các bác nhá. 2010 mới lăn bánh. Một chủ từ đầu đấy ạ, chứ không phải là 2 3 4 5 chủ đâu. Đấy, một chủ từ đầu đấy ạ. Với phần nội thất của xe nó là màu đen, bên ngoài là màu xám lông chuột. Và bây giờ thì em sẽ review và quay cho toàn bác xem về khu vực nội thất bên trong, xem chiếc xe này có những cái tính năng gì, có những cái option gì các bác nhá. Thì đây các bác nhìn cho em là có gương kính điều chỉnh điện được nằm toàn bộ ở cái khu vực cánh lái này. Đấy. Cánh lái này các bác nhá. Và phần tắp ni cánh cửa, khu vực này là vẫn là nỉ đây, vẫn là nỉ zin nguyên bản theo xe luôn. Vâng, có cục gương tự động được ấn ở cái vị trí này. Và vô lăng của chiếc xe vẫn còn khá là ok. Và có túi khí an toàn được nằm ở giữa vô lăng các bác nhá. Được nằm ở giữa vô lăng đây. Đấy, vô lăng 4 chấu. Bản đủ thì vô lăng nó sẽ có sự khác biệt một chút. Và bản đủ thì nó sẽ có điều hòa auto tự động. Đây các bác này, hệ thống điều hòa auto tự động được nằm ở vị trí này các bác nhá. Đấy, và có màn hình giải trí có kết hợp camera lùi rồi. Và chỗ này có sấy sưởi ghế các bác này. Đây một nút, đây một nút, có hai nút để cho mình sấy ghế hai bên các bác nhá. Và đây là cần số của chiếc xe. Con xe thiết kế cần số tự động mà, cho nên là cần số nó sẽ là như vậy. Đấy, ghế da màu đen. Trần của xe thì nó là trần nỉ. Một chủ từ đầu biển Hà Nội các bác nhá. Và đây là thông tin của chiếc xe được nằm ở vị trí này. Vậy gần như là những chiếc xe ô tô cũ đều có những cái tem gắn ở cái vị trí này các bác nhá. Em sẽ quay các bác xem một chút về cái phần form, sau đó thì em mời các bác xem chi tiết về hình thức của chiếc xe. Đây, đây là form bên ngoài của xe các bác nhá. Đây, form bên ngoài của xe đây ạ. Xe thiết kế là như thế này. Đèn sau nó đèn đen và đèn trước cũng vậy, là đèn đen. Và có cái body, body ở khu vực phía đằng sau cản đấy các bác này. Đấy, biển Hà Nội 30X8946. Biển Hà Nội các bác nhá. Đây, cốp quên chưa đóng hết rồi này. Lốp vẫn còn dày các bác ạ. Chiếc xe này của em lốp vẫn còn tương đối là dày này. Đấy, na răng đúc bàn đủ, cho nên là cái na răng của nó sẽ là như thế này, nó sẽ như thế này các bác này. Lộ ngoại thất của xe rất là tươi sáng và sạch sẽ. Các bác mua chiếc xe này về đi luôn và dùng luôn, không cần phải sửa gì nữa đâu các bác nhá, đi luôn và dùng ngay thôi. Đây là phần mép cửa của chiếc xe này. Đấy, và đây là phần cánh cửa tiếp theo mà em đang review quay cho tất cả các bác xem. Đấy, nội thất của xe vẫn đẹp đều như nhau hết các bác nhá. Với cái mức tiền để toàn thể các bác mua chiếc xe này chỉ loanh quanh tầm giá là 200 triệu đồng thôi. Đấy, và cuối video em cũng sẽ có một cái mức giá cho toàn thể các bác mình tham khảo. Nhưng mà nó cũng chỉ loanh quanh tầm khoảng 200 triệu đồng thôi các bác nhá. Đây em cũng sẽ báo giá qua qua để cho toàn thể các bác mình biết là như vậy. Trần của xe thì nó là trần nỉ. Bây giờ thì em quay cái thời điểm lúc trời đang chuẩn bị tối thì nó như vậy. Rồi, em đóng cửa này này. Cửa đóng êm và chắc, kính của xe bọc dán rồi. Chỗ này có lẹp kính bằng inox này. Đấy, và mép cánh cửa trên đây được dán răng rồi. Tiện đây thì em cũng quay luôn hai vợ chồng anh chị kia đang chốt một chiếc xe Tiana bên em cũng nhá. Đang chốt một chiếc xe. Đấy, ngày nào cũng vậy, chốt rất nhiều xe luôn các bác ạ. Cho nên là lúc nào bên em cũng cần mua một số lượng xe lớn các bác nhá. Đấy, ngày nào cũng bán trên dưới 10 con và nhập vào cũng thế, là cũng sẽ là trên dưới 10 con xe. Và đây là cái phần cánh cửa mà em sẽ quay gần gần một chút cho tất cả các bác xem. Đây, cánh cửa xe đây. Những cái gai sần ở khu vực cánh lái này các bác nhìn xem vẫn còn nổi lên rất là cao luôn này, nó không bị mòn nhá. Em review lại cái vị trí này để các bác mình xem thêm. Rồi, và đóng cửa lại. Có xi nhan báo rẽ nằm ở trên gương hai bên các bác nhá, bên đây và bên kia. Đấy, lốp của xe này cũng còn dày đây này. Cả bộ luôn, rất là dày. Nước sơn bóng đẹp.
Xe này các bác mua về cứ thế dùng thôi, đổ xăng chạy thôi. Một chiếc xe với cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó rất là hợp lý, chỉ trên dưới tầm khoảng 4 đến 5 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Máy 1.0 mà. 1.0 nhưng mà thiết kế nó là 4 máy chứ không phải là 3 máy các bác nhá. 4 máy chứ không phải 3 máy đâu, cho nên là chạy nó sẽ là có sự khỏe và bốc hơn. Và đây là phần nước sôi bên ngoài chiếc xe. Phần đầu xe đây, cặp đèn pha của xe vẫn trong vắt đây. Đấy, mặt nạ ga lăng của chiếc xe được thiết kế dạng tổ ong nhìn rất là đẹp. Đấy, em đi một vòng xung quanh nhá. Đấy, chân hơi đau nên là vừa đi vừa lết này các bác này. Vâng. Đấy, đây là cái phần tiếp theo của chiếc xe mà em đang quay cho các bác xem. Đăng kiểm tháng 2 năm 23. Và kính của xe này bọc dán hết xung quanh rồi. Đấy, lốp của xe này vẫn còn dày đây các bác nhìn này. Đấy, lốp vẫn rất là dày nhá. Có sinh nhan báo rẽ nằm ở trên gương. Đây các bác. Một dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên con từ Hàn Quốc về Việt Nam. Và những dòng xe nhập các bác mình luôn luôn mình biết cho em là như này. Những dòng xe nhập đấy ạ, nó luôn luôn là chắc chắn hơn những dòng xe mà lắp ráp ở Việt Nam cũng nhá. Từ về thân vỏ cho đến phần những chi tiết nhỏ của chiếc xe này, những dòng xe nhập này luôn luôn là chắc chắn hơn so với lại những cái mẫu xe mà lắp ráp ở tại Việt Nam. Tất nhiên thì nó cũng sẽ nhập khẩu linh kiện về nó lắp ráp tại Việt Nam thôi, nhưng mà những con xe mà nó được nhập khẩu nguyên con như này bao giờ nó cũng sẽ chắc hơn các bác nhá, chắc bền hơn. Và đây là một trong những cánh cửa tiếp theo mà em đang quay cho các bác xem đây. Với mức tiền các bác bỏ ra khá là yêu. Và chiếc xe này thì em cũng sẽ bán giá tốt tốt cho toàn các bác mua nhá. Đây một con nữa này các bác này. Bên em sẽ bán giá tốt cho toàn các bác mua. Hôm qua em cũng bán một con với mức tiền là hơn 200 triệu đồng một ít. Thế nhưng mà con xe này đấy ạ, em mua được rẻ cho nên em cũng sẽ bán cho toàn các bác mình giá với giá cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, cực kỳ rẻ luôn cho mẫu xe này. Chỉ trên 100 triệu là bên em cũng bán các bác nhá. Và gần 200 triệu. Đấy, mức giá là gần 200 triệu đồng. Xít xít gần 200 triệu. Còn những dòng xe nhập khẩu mà nó bán đủ như này thì thường bên em toàn bán trên 200 thôi. Những con này em mua được rẻ cho nên em sẽ để cho thằng bác giá là xít xít 200 triệu các bác nhá. Với mức tiền đó là khá là rẻ cho chiếc xe Kia Linh bản nhập khẩu nguyên chiếc này rồi các bác ạ. Các bác cứ tham khảo và xem có đúng là như vậy không nhá. Và đây là phần cánh cửa mà em phần táp lô mà em đang quay cho thằng các bác xem. Đấy, cái đồ nhựa của nó là đẹp ok luôn. Điều hòa sử dụng tốt hai chiều nóng lạnh, có khóa khiển đàng hoàng đầy đủ. Mọi chức năng của chiếc xe đang hoạt động bình thường nha các bác. Nước sơn đẹp. Nếu các bác muốn bóng hơn, mình đánh bóng thêm khoảng vài trăm nghìn nữa thì nước sơn sẽ bóng hơn rất nhiều. Đây, một trong những vị trí tiếp theo mà em đang review quay tới toàn thể các bác xem đây. Ok, đây các bác xem thêm cho em ạ. Vâng, các bác ngắm nốt nhá. Xe 5 chỗ, một dòng xe không liên hạn sử dụng, không như là như không giống như là chiếc xe mà nó là dòng bán tải van đâu, chỉ có hai chỗ thì nó sẽ có liên hạn các bác nhá. 5 chỗ như con xe Kia Morning này của bên em đấy ạ. Đấy, biển X này nó sẽ không liên hạn nhá. Dạ vâng, đấy là cái phần hình thức nội ngoại thất của cái chiếc xe Kia Morning mà em đang quay và giới thiệu cho các bác xem. Tiếp theo thì một vài vị trí nữa thôi, em mời các bác xem nốt như phần đuôi phía sau, phần cốp cũng như là phần gầm và phần máy. Em quay gầm máy luôn nhá. Chị Mai ơi, hộ em cái phần máy, mở cái máy em ấy. Và đây là phần gầm của xe mà em đang quay cho các bác xem. Đấy, không mục một nhá. Đấy, sang bên kia đi. Như vậy là cũng làm đúng một tròn một vòng luôn đúng không ạ? Đây, các bác xem cho em cái gầm nữa này. Vâng, đang quay live stream đây. Các bác xem cho em phần khoang máy động cơ nhá. Đây là cái động cơ của chiếc xe mà em đang quay cho các bác xem. Máy 4 máy nhá. Đấy, của nó được thiết kế là 4 máy. Máy rất là gọn luôn. Và chiếc xe này thì các bác yên tâm về máy, nhiều số của xe, gầm máy, nhiều số của xe thì ngon.
Các bác yên tâm nha các bác. Các bác có thể kiểm tra về chất lượng tổng thành chiếc xe trước khi mình xuống tiền. Bên em trước khi xuống tiền bên em đã kiểm tra rồi, các bác kiểm tra thoải mái nhá. Với giá tiền này thì em khẳng định sẽ rất ít lơi, rất ít lơi bán giá với cái mức giá này các bác nhá. Con này của em mua được giá hợp lý cho nên để các bác mình giá đấy thôi, chứ còn bình thường ra thì những nơi khác người ta sẽ bán toàn trên 200 triệu đồng hết đấy ạ. Ít có lời bán dưới 200 triệu giống như em đâu. Vâng. Vâng, vào video này thì em đã quay đến đây là tương đối rồi. Các bác liên hệ sớm bên em theo 3 số điện thoại hotline là số 093 8586307 và 0389000555 và 0335838389. Đây là 3 số điện thoại chính của bên em đang dùng các bác nhá. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, quận Tân Bình, thành phố Hải Dương. Đối diện 225 Trường Chinh nhá. Bên em có thu mua lại tất cả các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng, cũng như là trao đổi tất cả dòng xe mà các bác mình có nhu cầu. Xe gì cũng đổi, xe gì cũng đổi cát hết các bác nhá. Có thể đổi ngang và có thể đổi cát. Và giá trước này thì em cũng đã nói. Các bác mình hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi trang của bên em để xem thêm video mới nhất của bên em đăng lên theo hàng ngày và hàng giờ. Nhấn like và chia sẻ ủng hộ em nữa. Xin cảm ơn toàn thể các bác nhá. Xin cảm ơn ạ.